chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Các bạn ơi, ngày mai nhà mình có khách. Con mình nó về. Mình hỏi con mình ăn cái gì. Nó nói ăn gọn nhẹ, mẹ làm bún cho con ăn, bún với mắm. Thì cái mắm này á hả là thằng rể mình nó cũng thích ăn với bún đó các bạn. Mình đi ra chợ mình mua là nửa ký mắm. Mắm này là mắm tôm Gò Công. Mà cái cô này có bán rất là ngon và rất là sạch sẽ. Nhà mình không có ăn cho nên mình ít có làm. Chừng nào ăn là mình mua về mình chế biến lại nha các bạn. Mình mua những con tôm nhỏ thôi cho nó chín mắm. Mà mắm này là người ta đã vào tỏi, ớt và đường vô đây rồi. Thành ra mình đường mình khỏi bỏ đường cũng được. Nhưng mà các bạn biết ăn mắm, mắm là một loại đạm mà nó lên men. Thành ra mình ăn, mình phải biết cách ăn để mình níu nó lại bớt. Chứ đừng có cho nó lên men quá trớn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe nha các bạn. Đây là cách ăn của gia đình mình. Đây là tỏi và ớt nè, tỏi cũng hơi nhiều. Mà ớt này là ớt cay nè, ớt cay hai trái nhỏ nhỏ và ớt không cay mình để lên cho nó đẹp. À, mình còn review chụp hình nữa cho nó đẹp. Rồi đây là đu đủ, một ít cà rốt thôi, một khúc cà rốt nhỏ thôi, đu đủ này đu đủ mỏ dịch. Nhưng mà mình thấy mọi người thích đó hả, làm cho đu đủ này vắt nước ráo, bỏ muối vô rắc nước ráo. Thì mình nghĩ là khi mà mình bỏ muối vô mình vắt trở lại là nó hết cái dưỡng chất trong đu đủ rồi các bạn. Đu đủ này ăn cũng là có nhiều dược chất và dưỡng chất lắm. Tại vì nó là đu đủ xanh, nó mạnh như là củ cải trắng vậy đó. Ăn nó rất là mạnh nha các bạn. Nếu có thai thì đừng nên ăn đu đủ xanh nha. Thì mình biết níu lại, mình níu cái khuẩn là bằng cách là tỏi nè. Cái tránh ung thư, tỏi, ớt và đu đủ là những cái tránh ung thư. Cho nên mình không thể nào vắt bỏ hết cái dưỡng chất trong đây mà mình làm nguyên luôn. Trong cái mắm này thì mình mua cũng nhiều, nửa ký lận. Mình lấy nửa trái đu đủ nè, đu đủ với là cà rốt cũng khoảng nửa ký nữa thôi. Rồi mình bắt đầu mình trộn luôn vô đây. Cái nước này nó có ra thì ngày mai á hả, con mình nó thích chan cái nước mắm vô bún nó ăn. Mình trộn vô đây nha các bạn. Đó, mình bỏ vô tô. Cái đó là cái cách ăn của mình thôi. Ăn như thế nào mà còn nghĩ đến sức khỏe, chứ không phải ăn là để chỉ ngon miệng nha các bạn. Ăn phải còn lo cho sức khỏe nữa. Còn ăn ngon miệng thì mình có cái kiểu ăn khác ạ. Làm bỏ này hết rồi lát mình trộn bột ngọt với đường vô, như vậy là mình chỉ ăn bột ngọt và đường thôi, chứ cái dưỡng chất từ cái củ cải ha, từ cái đu đủ này thì không còn dưỡng chất nữa nha các bạn. Đó là cách ăn của gia đình mình, ăn để níu lại chứ không phải ăn là buông thõng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây bây giờ mình đổ mắm vô nè. Mắm này người ta chao đường, tỏi, ớt rồi đó các bạn. Mà mình thích ăn những con mắm nhỏ như thế này nè. Con mình nó thích ăn thì mình làm cho nó ăn thôi. Bớt thịt. Không có ăn thịt nhiều đâu. Nhà mình bớt thịt nè các bạn ơi. Hai vợ chồng già thì không ăn thịt. Nhưng mà con mình á, một thằng thì nó đặc biệt nó không có thịt rồi. Còn một đứa gái nữa nó vì chồng vì con nó còn ăn thịt đó. Nhưng mà nó ăn cũng rất là hạn chế nha. Ăn rất là hạn chế. Rồi mình cứ trộn lên nha các bạn. Mình trộn lên. Bỏ vô đây là trộn lên một lát đu đủ và củ cải nó cũng xìu hết là nó thấm. Nhưng mà cái cách ăn của mình là mình muốn trộn trước một ngày. Trộn trước vô đây một ngày đi rồi ăn cho nó thấm nha các bạn, nó ngon. Đó. Ngày hôm sau khách mới về mà ngày hôm nay là mẹ đã làm sẵn rồi nè. Rể mình nó cũng thích ăn lắm. Mình coi nó như con ruột của mình các bạn. Con trai mình đó. Mình ít con mà. Rể như con. Cưng lắm. Rồi, bắt đầu trộn lên ha. Các bạn cứ trộn như thế này nè. Trộn lên rất là ngon luôn á. Rồi ngày mai nó mới thấm. Còn người ta bán á, là người ta phải vắt ráo cái này nha các bạn. Vắt ráo rồi người ta chao đường muối vô để lâu mới được. Còn mình ngày mai mình ăn rồi mình không, mình cần cái dưỡng chất dược chất của nó, mình không cần phải vắt ráo kìm muối đâu đâu nha. Còn cách khác ở đây là cái cách ăn của gia đình mình thôi, ăn như thế nào để chống bệnh. Còn người ta bán á, mà người ta vô đu đủ là miếng đu đủ này nó phải trong nè, nó trong ở chỗ là người ta dằn muối rất là lâu rồi người ta mới vắt lại.
trộn muối rồi vắt lại ha, vắt lại xong rồi mới là trộn trộn vô để ăn lâu được tháng này qua tháng kia. Người ta làm mắm Thái thì người ta làm như vậy, còn mình làm mắm ăn liền, mắm tôm ăn liền thì mình ăn theo cái kiểu của mình. Các bạn cứ trộn vậy ha, trộn một lát nó thấm đều luôn, nước nó ra rồi nè các bạn. Thì ngày mai lấy cái nước này ăn luôn, đó là cái nước của rau củ nó ra, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Vừa ăn các bạn, vừa ăn khỏi nêm nếm gì hết nha. Xin chào. Bạn ơi, đơn giản nhẹ nhàng là như vậy. Nhà mình không có ăn nhiều, thành ra mình mua mắm chợ về mình làm nha các bạn. Nhưng mà cái cách ăn của mình nè, hồi nãy giờ mình trộn thì nước nó cũng đã ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình rửa mấy cái keo cho sạch nha. Mình để, tại vì mắm này trộn ăn liền nó không ngon, nó đu đủ, nó chưa có thấm nha. Còn đường, muối, bột nêm, đồ tỏi, ớt thì mình thêm chứ người ta cũng đã có vô rồi. Ăn cho nó không tanh nha các bạn. Nhưng mà ở đây mình muốn mách nhỏ với các bạn rằng mình có đu đủ nè, có tỏi là ăn cho nó kìm cholesterol, nó kìm lại. Tại vì đạm mà một khi lên men mà ăn rất là ngon miệng, nhưng mà ăn nhiều quá thì cũng không tốt. Mà nhà mình thì toàn là bệnh hoạn này kia nọ thôi, ăn cho nó đỡ thèm thôi, chứ không phải là ăn là để khoái khẩu nha các bạn. Đó, mình đã làm xong rồi. Chào các bạn nha. Bây giờ bỏ vô cái hũ. Nếu mà các bạn muốn ngưng lên men á thì các bạn bỏ vô tủ lạnh, để ngày mai mình mua bún, mua rau sống về mình cho hai vợ chồng nó ăn. Rể mình nó thích ăn cái món này nha. Ăn bằng cách mà ngon thì nó chạy tới, còn mình kiềm tỏi với lạ đu đủ mình níu nó lại bớt nha các bạn. Xin chào. Các bạn ơi, bây giờ mình đã vô hũ rồi nè. Được một hũ như vậy nha các bạn. Đó, giờ mình đem mình để vô tủ mát. Để như vậy là mình ăn bảo đảm sức khỏe mà nó không có lên men.